Lữ đoàn 918 hiện đang quản lý và khai thác một số máy bay Casa 212-400 mang phù hiệu của lực lượng cảnh sát biển. Về hình dáng bên ngoài và tính năng bay, hai loại máy bay Casa 212i và Casa 212-400 là giống nhau. Tuy nhiên, loại máy bay Casa 212-400 không làm nhiệm vụ vận tải mà có chức năng trinh sát, tuần thám, đặc biệt là tuần thám biển với các khí tài trinh sát đặc chủng. Xin chào quý vị khán giả, tôi Trung tá Cao Bá Giang, lái chính máy bay Casa 212-400. Máy bay Casa 212-400 là máy bay thuộc lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, làm nhiệm vụ tuần thám, tuần tra trên biển và nhiệm vụ của quân chủng phòng không không quân khi có nhiệm vụ của trên giao. Đây là loại máy bay tuần thám biển được trang bị các cái hệ thống tuần thám như hệ thống SLA và FLIR, và máy bay thì sẽ hoạt động ở cái độ cao thấp ở trên biển nếu như mà điều kiện thời tiết cho phép, và cái tầm hoạt động của máy bay thì ở cái độ cao từ 1.500 feet đến 2.000 feet, tương đương với 500 đến 700 mét. Cái hệ thống tuần thám tuần tra trên biển là làm việc hiệu quả nhất, và cái thời gian bay của máy bay là từ 5 tiếng đến 7 tiếng ở trên biển. Sau đây tôi xin giới thiệu đồng chí thiếu tá Nguyễn Quang Việt. Thưa quý vị, đây là thiết bị FLIR, nó là một dạng camera quan sát ngày đêm, có thể quan sát trên mặt biển ở cự ly 10 km, tự động bám các cái mục tiêu trên mặt biển, ghi video, chụp ảnh. Còn đây là thiết bị SLA dùng để quan sát dầu tràn và các tàu hoạt động trên mặt biển, cự ly quan sát 40 hải lý mỗi bên máy bay, có thể quan sát được các tàu nhỏ trên mặt biển. SLA là truyền các cái xung xuống mặt biển, sau đó thể hiện trên màn hình máy bay. Đây là thiết bị tuần thám biển MSS-6000 trên máy bay Casa 212-400. Đây là thiết bị hiển thị FLIR, thiết bị quang điện tử hồng ngoại, camera quan sát ngày đêm. Thiết bị này có thể tự động bám các mục tiêu trên mặt biển. Còn đây là thiết bị SLA, thiết bị này ở hai hông máy bay và có thể quan sát mỗi bên là 40 hải lý. Còn đây thiết bị là VHF hàng hải, có thể gọi tất cả các cái tàu hoạt động trên mặt biển. Hệ thống MSS-6000 này cũng có thể truyền hình trực tiếp các video xuống sở chỉ huy qua thiết bị S-band, có thể gửi đoạn video ngắn, gửi hình ảnh qua vệ tinh, gọi điện thoại. Ngoài ra có thể sử dụng camera cầm tay, máy ảnh, có thể chụp các cái tàu hoạt động trên mặt biển.